Cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập tuyệt vời cùng Dung ngày hôm nay. Bạn có cảm nhận như thế nào về bài tập này? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận cho Dung biết nha. Nếu như mà bạn chưa toát mồ hôi, chưa cảm thấy mệt thì có thể lặp lại bài tập này tiếp thêm một lần nữa. Nếu thấy yêu quý Dung, đừng quên like, subscribe và bật nút chuông thông báo để nhận được video của Dung sớm nhất nhé. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Trần Dung, sống khỏe đẹp cùng gia đình bạn.